Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Hôm nay ngày 7 tây tháng 7 2021, trước bàn thờ tổ quốc, chúng con xin kính dâng lời cầu nguyện. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, Hồn Thiên Sông Núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt, để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cũ, mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính, sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện chấm dứt. Chúng tôi đại biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm cùng đồng bào thân thương khắp nơi trong và ngoài nước. Xin kính chào tất cả anh chị em đang xem live stream Di Thật Lạc Cộng. Hôm nay chúng tôi lại trở lại chương trình để chúng ta cùng nhau chia sẻ, nói về tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của nền Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và những cái chuyện mà quanh đất nước Việt Nam của chúng ta, để tất cả đồng bào anh chị em hiểu thêm về Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, để chúng ta cùng nhau đoàn kết lại, giải thể cho được chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, để lấy lại đất tổ không làm khổ dân. Đó là tâm nguyện của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, mà chúng tôi tin chắc rằng đó cũng là tâm nguyện của tất cả đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta khắp nơi trên toàn thế giới.
Trước khi bắt đầu chương trình thì xin kính mời tất cả đồng anh chị em nghe một bài hát rất là quen thuộc. Chúng ta nghe một bài hát này để chúng ta gửi cái tâm vào đó và hy vọng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ soi sáng khắp quả địa cầu, để cho tất cả người trên thế giới này biết nước Việt Nam chúng ta là một nước không thể nào mà chịu khắc phục những cái sự bất công của xã hội mà phải vượt lên để sánh ngang hàng cùng năm châu thế giới. Và bây giờ xin kính mời. Anh hùng chống nguy rừng Việt Nam, quên không ngừng, không có cái nước. Chúng ta không biết ai đã sáng tác bài hát này để tặng cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nhưng mà lời của bài hát rất là hay. Ánh dương lên soi sáng khắp quả địa cầu thì khiến chúng tôi thấy những cái bức, những cái tấm hình ở tụ nghĩa đường mà lúc mặt trời lên hay là mặt trời xuống thì nó có một cái ánh dương sáng rất là rực rỡ. Mà đặc biệt là chúng tôi thấy ở tụ nghĩa đường, chúng tôi không thấy ở đâu cả. Đó là một cái gì đó mà chúng ta không có thể giải thích được. Chúng ta đều thấy những cái tấm hình đó phát ở trên Facebook mà từ tụ nghĩa đường hay là tất cả trong những cái video đó, thì anh chị em đã thấy một ánh dương rất là sáng rực ở tụ nghĩa đường. Thì tất cả chúng ta đều biết Đức Quốc Công Tổng thống đã đi đến một giai đoạn cuối cùng là để giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam. Qua vụ thắng kiện Tàu Cộng ngày 14 tháng 4 2021 vừa qua, đó là cái hồi chuông báo tử cho chế độ cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. 30 năm liên lỉ để mà hy sinh chờ đợi giúp dân cứu nước thoát khỏi cái ách thống trị của cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, đó là tâm nguyện của Đức Quốc Công Tổng thống. Mà chúng tôi tin chắc rằng tâm nguyện của rất nhiều người, chứ không phải là một mình Đức Quốc Công Tổng thống, nhưng mà tâm nguyện của chúng ta đó. Chúng ta có tâm nguyện thì chúng ta phải làm, chúng ta phải hành động, chứ không phải chúng ta có tâm nguyện thì chúng ta ngồi đó thì tự nhiên tâm nguyện nó sẽ đến. Chúng ta phải đi song song giữa tâm nguyện và hành động. Đó là một thứ vũ khí mà sẽ đưa chúng ta đến mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. Thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Mạnh Nguyên cũng vậy.
Đức Quốc công Tổng thống có tâm nguyện muốn đem tự do ấm no về trên đất mẹ Việt Nam của chúng ta sau khi miền Nam Việt Nam đã bị Cộng sản chiếm lấy. Tâm nguyện đó đã khiến cho Đức Quốc công trở thành thủ tướng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và bây giờ là Tổng thống của nền Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Vì tâm nguyện của Đức Quốc công muốn cứu cả một đất nước Việt Nam hiện nay là gần 100 triệu đồng bào của chúng ta. Tâm nguyện này rất là lớn, có thể động tới lòng trời hay là vì đất nước Việt Nam của chúng ta còn may mắn. Hồn thiêng sông núi, các bậc anh linh đã hy sinh tại đất nước Việt Nam của chúng ta đã tụ thành để tạo ra một người rất là đặc biệt để mà có thể đứng ra giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, chịu đựng tất cả những thứ mà có thể người bình thường như chúng ta không có chịu nổi. Nên chúng tôi hay nói Đức Quốc công Tổng thống là người đặc biệt, tại vì người đặc biệt mới làm được những chuyện phi thường. Còn chúng ta là người bình thường thì chúng ta làm được việc rất là nhỏ như chúng tôi vậy. Nhưng mà dù nhỏ dù lớn gì chúng ta vẫn phải làm. Và mỗi một người dù là chuyện nhỏ nhất thì chúng ta cũng có thể tạo thành một sức mạnh đoàn kết cả toàn dân Việt Nam của chúng ta. Từ 18 tuổi trở lên là chúng ta có thể cùng tạo một sức mạnh mà có thể không có ai có thể chống đỡ được. Chúng tôi muốn nói đến hệ thống trưng cầu dân ý, tức là mỗi tiếng nói của người dân qua hệ thống trưng cầu dân ý. Đó là một hệ thống rất là tiện lợi, bảo mật, an toàn mà Đức Quốc công đã tạo cho dân Việt Nam chúng ta. Không gặp nguy hiểm mà có thể nói lên tiếng nói của mình trên trường quốc tế. Qua hệ thống trưng cầu dân ý thì anh chị em đã thấy một thứ vũ khí rất là tối tân hiện đại. Anh chị em Việt Nam chúng ta đang sống vào cái thời kỳ mà có 4G, tức là 4G đó, 4G đó mà ở trong nước Việt Nam chúng ta đã xài đến cái mức độ cũng nhanh như vậy. Nước Việt Nam tuy rằng nghèo đói nhưng mà vẫn may mắn là có được cái đường Internet cũng rất là nhanh. Đây là một điều may mắn cho đất nước Việt Nam chúng ta. Nếu Cộng sản Việt Nam mà vẫn còn sống theo cái kiểu mà không có Internet, không có những cái phương tiện mà truyền thông, thì đất nước Việt Nam của chúng ta gặp nhiều khó khăn, nhưng may mắn là có hệ thống Internet, có smartphone, và may mắn hơn nữa là có Đức Quốc công Tổng thống tạo ra cái hệ thống trưng cầu dân ý này để cho toàn dân Việt Nam chúng ta từ 18 tuổi trở lên có thể nói lên tiếng nói của mình, nói tiếng nói lớn trên trường quốc tế, cả thế giới này đều biết là chúng ta muốn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, chúng ta muốn thoát ra cảnh nghèo đói. Ai cũng muốn như vậy, mà muốn thì chúng ta phải làm, chúng ta phải đi song song giữa muốn và hành động, thì chúng ta mới đạt được cái tâm nguyện mà chúng ta muốn. Anh chị em Việt Nam của chúng ta ở trong nước hiện nay bệnh dịch Covid, rất là nhiều người đã khốn khổ. Hôm nay chúng tôi đã coi được một clip video của một người tài xế đã không chạy xe ôm, đã không có khá vào một Covid này, nhưng mà lại không có được chạy, mà lại muốn chạy từ chỗ này đến chỗ kia đó thì phải thử nghiệm Covid. Mà anh ta nói rằng thử nghiệm Covid từ 250.000 cho tới 400.000, mà miếng giấy đó chỉ được có một tuần mà thôi. Nhưng mà mùa Covid này anh ta chỉ chạy được có 60.000 một ngày. Thì anh chị em nghĩ cái đời sống của chúng ta như thế nào? Ở hải ngoại, chính phủ Úc, Mỹ hay là tất cả các nước tự do khác thì thử Covid-19 không có ai trả tiền cả. Tức là chính phủ thử miễn phí, chúng tôi cũng đi thử hai lần rồi. Nhưng mà tại sao nước Việt Nam của chúng ta muốn đi thử để lấy miếng giấy chứng nhận để được đi đây đi đó hay là làm việc đó, thì chúng ta phải trả tiền? Anh chị em có bao giờ đặt cái câu hỏi này?
Cái đó là trách nhiệm của một chính phủ mà đang điều hành đất nước. Mà tại sao đất nước Việt Nam của chúng ta đã nghèo đói, dân đã không có tiền mà lại muốn mình được đi đây đi đó thì phải thử nghiệm COVID, mà tại sao phải trả tiền? Thì ai đã nhận cái số tiền đó? Và nhận số tiền đó để làm gì? Khi mà chúng tôi nghe Cộng sản Việt Nam kêu gọi người dân đóng góp để mua thuốc chích ngừa COVID-19 đó, mà cách đây 2-3 tuần trước là chúng tôi đã nghe đến con số khổng lồ rồi. Thì tại sao kêu người dân quyên góp mà là tại sao dân thử nghiệm COVID-19 lại lấy tiền là như thế nào? Có phải Cộng sản muốn dơ dét hết tất cả tiền của người dân Việt Nam của chúng ta không còn một đồng nào trước khi mà nó tan rã hay không? Anh chị em có bao giờ đặt câu hỏi này? Bằng cách nào đó Cộng sản Việt Nam sẽ lấy hết tiền của người dân, lấy xong rồi bỏ chạy? Tại vì Cộng sản Việt Nam chắc chắn biết rõ chế độ Cộng sản của họ sẽ sụp đổ hoàn toàn và sẽ tan rã, hay là chúng tôi nói tan thành mây khói đó. Tại sao tan thành mây khói? Đức Quốc Công Tổng thống thắng kiện Tàu Cộng với cái số tiền khổng lồ đó, Cộng sản Việt Nam không bao giờ trả nổi. Chúng tôi nghĩ tới đời cháu đời chết cũng trả không có nổi. Từ ngày 14 tháng 4 2021 là đến hôm nay, anh chị em thấy nó đã gần 3 tháng rồi. Hôm nay là tháng 7 rồi. Mà anh chị em biết 3 tháng như vậy cái tiền lời nó đã lên bao nhiêu. Chúng tôi ngồi mà tính là chúng tôi thấy Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng không có thể nào trả nổi. Thì nếu không trả nổi thì phải trả bằng cái gì? Nhưng mà Cộng sản Việt Nam không có sợ. Chúng tôi biết rằng không sợ là tại sao? Chúng ta hay nghe nói cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tại vì nghĩ là chưa có phải ồn ào lắm, chưa có phải là họ phải làm, mà tất cả Cộng sản Việt Nam hay người dân Việt Nam chúng ta hay phải nhớ một điều, một sự thầm lặng trước khi mà một cái hồi chuông báo tử. Thường mà chúng ta thấy một quang cảnh rất là yên lặng mà coi chừng sẽ nó không nó sẽ bùng phát lên mà chúng ta không có thể nào biết được ở nơi nào mà chúng ta đỡ. Đức Quốc Công Tổng thống 30 năm nay chờ đợi tiếng nói của người dân để giải thể chế độ tào quyền cộng sản, lấy lại tất cả những gì mà chúng ta cần phải lấy, tức là Cộng sản Việt Nam dây dép của người dân thì Đức Quốc Công phải lấy lại. Cộng sản Tàu tàn hại đất nước Việt Nam do cái tên gián điệp Tàu Cộng Hồ Chí Minh thì Đức Quốc Công cũng phải lấy lại. Biển đảo cũng phải lấy lại. Tất cả những cái gì mà thuộc về dân Việt Nam là chúng ta phải lấy lại. Anh chị em đừng quên Đức Quốc Công đã bỏ 30 năm đời vào tù nghĩa đường, tu 20 năm ở nơi đó, hơn 20 năm ở đó là để làm gì? Để giải thể chế độ tào quyền cộng sản, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, trong đó có Tàu Cộng. Tại vì cái đất nước Việt Nam chúng ta tan thương là do Tàu Cộng, mà Cộng sản Việt Nam thì chạy theo Tàu Cộng để làm tay sai cho họ. Nên đất nước Việt Nam chúng ta mới tàn tạ như vậy, người dân Việt Nam mới sống nghèo khổ như vậy. Mà trong khi đất nước Việt Nam tài nguyên phong phú, không có phải là nghèo, nhất là về nông nghiệp. Một năm là đã sản xuất ra bao nhiêu lúa gạo, chăn nuôi, không phải là một nước nghèo đói. Mà tại sao Cộng sản Việt Nam nó đã làm cho đất nước của mình như vậy? Anh chị em đã thấy thử COVID-19, người dân đã nghèo không có tiền ăn, mà thử thì phải trả tiền. Như vậy người dân không có tiền thì không thử và không được đi đâu và cũng không được làm việc. Như vậy thời đời sống người dân Việt Nam chúng ta như thế nào? Anh chị em tự đặt câu hỏi. Chúng tôi biết tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta rất là khổ, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta nghĩ nó khổ đến như thế này. Chúng tôi thấy người này mang cái bịch đồ ăn đi phát cho từng người, từ vỉa hè, từ nơi những quán xá,
bất kể nơi nào và ai đã làm, ai đã có tấm lòng hảo tâm đó. Nhưng mà giúp như vậy thì tạm thời chúng ta có thể cầm đói qua ngày. Chúng ta khi nhìn thấy, chúng ta nghĩ như thế này: chú đó ngủ ở dưới hè có thể nhận được một bịch cơm, có thể ăn tạm được một ngày hôm đó. Nhưng mà rồi ngày hôm sau chú ăn cái gì? Và ai sẽ đem đến cho chú? Và người nào có đủ khả năng để đi khoác hết tất cả mọi nơi, những nơi mà những chú cô chú, những trẻ em không có nhà, ở đầu đường xó chợ, ai có thể làm nổi chuyện này? Nếu mà anh chị em thấy như vậy, anh chị em nghĩ như vậy, anh chị em sẽ thấy một đất nước tan thương và trước mắt là nghèo và đói. Ở Úc này, người dân không có việc làm thì có thể đi ra xin thất nghiệp, kêu cứu trợ từ những cơ quan này tới cơ quan khác đều có cả. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta kêu ai? Chúng ta kêu ai để giúp cho Việt Nam, giúp cho người dân Việt Nam chúng ta? Nên chúng tôi muốn rằng tất cả anh chị em phải suy ngẫm về đời sống của mình trước mắt và sắp tới như thế nào. Nên chúng ta phải cùng nhau đoàn kết lại, cùng với Đức Quốc Công giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Và Đức Quốc Công tiến hành để tịch thu tài sản của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Những số tiền đó là của người dân Việt Nam. Khi Đức Quốc Công Tổng thống tịch thu được tài sản của Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, sẽ trang trải cho người dân, để cho người dân chúng ta có một đời sống khá hơn, ổn định hơn mà không lo nghèo đói. Rồi những tài nguyên phong phú của đất nước Việt Nam của chúng ta, nếu chúng ta không có nhanh chóng giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, thì trước mắt người dân Việt Nam chúng ta sẽ đói, đói và sẽ đói. Những người bệnh đau không có tiền mua thuốc, bệnh dịch Covid này, không biết ai may mắn có thể thoát được. Mà chúng tôi nghe được tin tức, nhất là ở Sài Gòn, bệnh Covid đã lan tràn khắp nơi và rất là nhiều người đã bị nhiễm bệnh. Như vậy thì anh chị em thấy rất là khổ. Nên khi thấy những cảm cảnh đó, chúng ta nên thay đổi cái tư duy của mình, thay đổi đời sống của mình. Anh chị em ngồi đó, anh chị em cũng sẽ chết đói và anh chị em sẽ khổ. Vậy thì anh chị em phải đứng dậy, phải mạnh dạn, tâm thức của anh chị em phải mạnh mẽ, đứng lên. Đứng lên bằng cách nào? Chúng tôi không kêu gọi anh chị em xuống đường, chúng tôi cũng không kêu gọi anh chị em là đứng lên làm những cái chuyện mà bằng vũ lực, mà chúng tôi muốn nói đến tinh thần của tất cả anh chị em. Đứng lên là chúng ta mạnh dạn, mạnh mẽ, mà chúng ta nói một tiếng nói trên đường quốc tế, chứ không phải là anh chị em cần xuống đường, không cần xuống đường. Anh chị em đứng dậy, anh chị em nói chúng tôi phải giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi phải cùng Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì anh chị em, ai trong đất nước của mình giàu cái điện thoại vài trăm ngàn smartphone, hay tới cái điện thoại cả ngàn đô đi nữa, thì anh chị em vẫn có thể vào mạng Internet ở khắp cùng ngõ hẻm đất nước Việt Nam, quán cà phê, trên xe, ngoài đường phố, trong hẻm, bất cứ nơi nào, anh chị em cũng có thể nói lên tiếng nói của mình. Anh chị em cũng có thể đứng dậy nói lên tiếng nói của mình trên trường quốc tế. Nếu mà chúng tôi nói mà nó hơi xấu một chút là anh chị em ở trong toilet, anh chị em cũng có thể làm được. Anh chị em ở vỉa hè, anh chị em cũng làm được. Anh chị em ở dưới ruộng, anh chị em cũng thể làm được. Bất cứ nơi nào anh chị em có thể có mạng Internet, anh chị em có thể làm được. Hệ thống trưng cầu dân ý này là kêu gọi tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta hãy đứng lên giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì hôm nay chúng tôi có nghe ông xã tôi nói, chúng tôi nói là có người kêu trưng cầu dân ý, có người nói là trưng cầu dân ý hay là đạo mặt Hồ Chí Minh á, thì bị Cộng sản nó bắt. Bây giờ tất cả toàn dân Việt Nam của chúng ta từ 18 tuổi trở lên tham gia trưng cầu dân ý đạp mặt Hồ Chí Minh hết, thì Cộng sản lấy cái gì bắt anh chị em? Chúng ta có một lực lượng khổng lồ như vậy, Cộng sản Việt Nam
có bắt được hay không. Và gần cái chục triệu người đã tham gia trưng cầu dân ý. Anh chị em có thấy cộng sản nó bắt nhốt không vậy? Tại sao? Tại cái lực trưng cầu dân ý là cộng sản Việt Nam đã ký với quốc tế, nó đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2016. Chúng ta tự do trưng cầu dân ý mà chúng ta không có sợ bị bắt. Nếu anh chị em trưng cầu dân ý mà cộng sản nói anh chị em không có được trưng cầu dân ý, thì anh chị em hãy trả lời cho họ rằng cái lực trưng cầu dân ý các ông đã ký với quốc tế đã có hiệu lực ngày 1 tháng 7 2016. Chúng tôi có quyền trưng cầu dân ý. Nếu mấy ông làm khó tôi thì mấy ông đã chống lại với cái lực trưng cầu dân ý mà mấy ông đã ký, tức là chống lại với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ký cái lực trưng cầu dân ý, mà những người đã vi phạm cái lực đó là đã chống lại đảng viên cộng sản Việt Nam, tức là nguyên cả cái bộ máy chính trị của cộng sản Việt Nam. Anh chị em cứ mạnh mẽ nói như vậy. Và còn hơn nữa, anh chị em nói cho họ biết rằng đời sống này chúng ta không sống nổi, mà trước sau gì Đức Quốc Công Tổng thống cũng giải thể toàn bộ cơ chế cộng sản Việt Nam, nên các ông không có còn con đường nào khác. Các ông vi phạm luật là đã theo cái luật quốc tế là các ông đã sai. Mà hiện nay cái người nắm chủ quyền của đất nước Việt Nam là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, nên Tổng thống hiện nay là Tổng thống của nước Việt Nam, còn Cộng sản Việt Nam là cướp chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa, nên Cộng sản Việt Nam không có quyền làm cái gì với người dân Việt Nam, không có quyền bắt bớ người dân, không có quyền gì với đất nước Việt Nam của chúng ta. Anh chị em dựa vào tất cả những luật lệ đó, anh chị em đứng dậy để làm người Việt Nam chân chính. Anh chị em tham gia trưng cầu dân ý hết thì Cộng sản Việt Nam có bắt được hay không, có nhốt được hay không? Anh chị em có thấy người nào trưng cầu dân ý bị bắt bị nhốt như vậy? Đó là bằng chứng Đức Quốc Công đã tạo cho tất cả người Việt Nam chúng ta một cơ hội để đứng lên làm người Việt Nam chân chính. Đứng lên nhìn thấy sự thật mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã làm cho anh chị em đau khổ, nghèo đói. Trước mắt là anh chị em thấy là một cuộc sống tối thâm, tức là nghèo đói sắp tới. Không có ai giúp được mình, chỉ có một chính phủ mới có thể giúp được. Một chính phủ biết thương yêu dân, biết lo cho dân. Mà đó là mục tiêu mà Đức Quốc Công muốn đem về cho đất nước Việt Nam của chúng ta, một đời sống ấm no và hạnh phúc. Đó là tâm nguyện của Đức Quốc Công. Vì tâm nguyện này mà Đức Quốc Công không có ngại là ai nói gì Đức Quốc Công, ai nghĩ gì Đức Quốc Công cả. Con đường Đức Quốc Công đi thì phải đi cho đến cùng, không bao giờ ngừng lại. Chừng nào lấy lại đất tổ thì mới ngừng lại. Ngừng lại để cho tất cả người dân Việt Nam chúng ta xây dựng lại một đất nước Việt Nam tươi sáng. Tại sao chúng tôi hay nói về hệ thống trưng cầu dân ý? Bây giờ anh chị em nghĩ, có nhiều người thì thấy nó rất là đơn giản. Nó đơn giản nhưng mà nó không đơn giản chút nào. Hiện nay là chúng ta sống vào một cái thời kỳ văn minh tiến bộ nhất. Có phải tất cả anh chị em hiện nay có xài hệ thống ngân hàng hay không? Nếu anh chị em có xài hệ thống ngân hàng đó, thì anh chị em chỉ cần lên trên mạng, anh lên internet, anh chị em chỉ cần tích tắc, anh chị em đã chuyển tiền cho người khác, đã mua đồ online. Cái đó là đời sống văn minh nhất, thì chúng ta cũng phải dựa vào văn minh nhất. Anh chị em vào hệ thống trưng cầu dân ý cũng giống như anh chị em đang chuyển tiền cho người thân hay bà con của mình, hay là mua đồ online cũng vậy. Mà anh chị em thấy, anh chị em chuyển đi, anh chị em có thấy mất cái gì không vậy? Anh chị em mua đồ online, người ta cũng nhận được tiền, người ta cũng gửi đồ cho anh chị em. Thì hệ thống trưng cầu dân ý cũng vậy. Anh chị em tham gia trưng cầu dân ý là tất cả những gì anh chị em tâm nguyện anh chị em gửi vào đó, hệ thống trưng cầu dân ý đã chứa đựng tất cả những tài liệu đó. Chỉ cần Đức Quốc Công vào
Internet thì Đức Quốc Công cũng list một cái giống như anh chị em chuyển tiền hay là mua đồ online vậy. Thì tất cả những hệ thống này đã chuyển vào những cơ quan rất là quan trọng mà có thể đứng ra giải thể chế độ tạo quyền Cộng sản Việt Nam. Anh chị em có bao giờ nghĩ như vậy? Tại vì thời buổi văn minh tiến bộ, chúng ta phải dùng văn minh tiến bộ. Chúng ta đừng dậm chân tại chỗ. Anh chị em vào tham gia trưng cầu dân ý thì anh chị em đã quen với cái hệ thống tối tân hiện đại. Và sau này Đức Quốc Công lấy lại đất tổ thì tất cả người dân Việt Nam chúng ta phải quen với cái thời buổi văn minh tiến bộ, tức là chúng ta làm cái gì cũng ở trên mạng. Chúng ta điền đơn, chúng ta khiếu nại, chúng ta làm cái gì chúng ta cũng dùng cái hệ thống mà văn minh hiện nay. Thì chúng ta đỡ mất thời giờ mà chúng ta cũng đỡ tốn kém, cả một chính phủ cũng không cần phải tốn rất là nhiều tiền. Thì tiền đó còn lại thì để lo trang trải cho người dân, để kiến tạo một đất nước Việt Nam phú cường, giàu mạnh. Anh chị em nghe chúng tôi nói vậy, anh chị em có bao giờ nghĩ? Chúng tôi nghĩ là có nhiều người không có nghĩ ra. Chúng tôi sống ở một nước văn minh nên chúng tôi nhìn thấy được những cái đó. Hiện nay chúng ta không cần phải đi lại tiệm mua đồ, mà chúng ta cần ngồi ở nhà, chúng ta lên mạng, chúng ta liếc mấy cái là chúng ta có thể có đồ xài, chúng ta đâu có cần đi. Anh chị em muốn làm cái gì thì cũng online cũng được. Luôn cả mà chuyển tiền đi khắp nơi trên thế giới cũng không cần phải đến chỗ nữa, đến chỗ mà người ta gửi tiền nữa. Thì chúng ta phải dùng cái hệ thống này. Nên anh chị em quen với hệ thống Internet thì anh chị em trưng cầu dân ý, thì anh chị em nghĩ là đời sống của anh chị em sẽ tươi sáng đó nếu anh chị em tham gia trưng cầu dân ý. Anh chị em xài những cái văn minh tiến bộ để chúng ta bắt kịp với cái đà văn minh của thế giới. Tất cả đồng bào nào chưa có biết xài Internet thì anh chị em hãy hướng dẫn họ vào Internet, chỉ cho họ những đường liên trưng cầu dân ý để mà cho người dân nào mà muốn giải thoát khỏi cái chế độ cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì họ phải mạnh mẽ nói lên tiếng nói của mình. Đó là quyền lợi và trách nhiệm của toàn dân Việt Nam của chúng ta mà chúng ta phải làm nếu chúng ta muốn có một tương lai tươi sáng. Mà nếu mà chúng ta muốn mà chúng ta không làm thì chúng ta không có, nên chúng ta phải làm. Chúng tôi muốn đất nước Việt Nam sớm được tự do, chúng tôi muốn Đức Quốc Công sớm trở về, nên chúng tôi phải lên live stream để giải thích cho anh chị em hiểu thêm về Đức Quốc Công Tổng thống, hiểu thêm về hệ thống trưng cầu dân ý, hiểu thêm về những cái gì mà quanh anh chị em mà anh chị em chưa bao giờ nghĩ đến. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tất cả những gì mà chúng ta thấy và nó thiết thực với đời sống của chúng ta, để chúng ta thấy trước mắt chúng ta tương lai như thế nào, quanh ta là những người như thế nào, và cả thế giới này nó như thế nào. Chúng ta không bao giờ học hết, một người biết được một chút thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Chúng tôi biết về chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo, thì chúng tôi nói lại cho anh chị em nghe, anh chị em biết là chúng ta có một vị tổng thống đang nắm chủ quyền của đất nước Việt Nam, và cái lá phiếu trưng cầu dân ý là sức mạnh, là tiếng nói của người dân, để Đức Quốc Công dựa vào đó mà nhanh chóng giải thể chế độ tào quyền Cộng sản Việt Nam. Và Đức Quốc Công cũng sẽ tịch thâu tài sản của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng mà Đức Quốc Công đã tháo kiện ở Tòa án Môi trường Quốc tế vừa qua, ngày 14 tháng 4 2021 vừa qua. Thì khi Đức Quốc Công giải thể Cộng sản Việt Nam mà chúng ta cũng đã có tiền sẵn, Đức Quốc Công muốn đem lại tự do ấm no cho người dân Việt Nam, dĩ nhiên Đức Quốc Công phải tính toán trước. Còn nếu không đem được hạnh phúc, không đem được cơm no áo ấm với một đời sống với thể chế Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa tự do ấm no hạnh phúc, có nhân quyền, có dân chủ, thì Đức Quốc Công sẽ không có làm. Nếu mà không làm được như vậy thì Đức Quốc Công cần gì phải làm để cho anh chị em sống với chế độ Cộng sản như thế nào thì Đức Quốc Công không có quan tâm. Tại vì chúng ta muốn thay đổi là chúng ta phải thay đổi tốt hơn, chứ không thể nào mà chúng ta thay đổi xấu được. Cái xấu mất đi thì cái tốt nó mới tới.
mà ai muốn thay đổi cái gì thì chúng tôi thấy là ai cũng muốn thay đổi cái tốt, đâu có ai muốn thay đổi cái xấu đâu. Thì Đức Quốc Công cũng vậy, chúng tôi cũng vậy. Anh chị em có thấy rất là nhiều người hải ngoại này gửi quà, gửi tiền về trong đất nước của mình hay không? Thì những người ở hải ngoại như chúng tôi, như Đức Quốc Công Tổng thống cũng vậy. Khi trở về là phải làm được cái gì cho người dân Việt Nam, chứ không phải là để cho người dân Việt Nam nghèo đói như vậy. Chúng ta lấy lại chủ quyền đất nước rồi chúng ta mới tái thiết đất nước. Chúng ta mới vận dụng tất cả những tài sản của Cộng sản Việt Nam bị tịch, được tịch thâu và những tài nguyên quốc gia. Tất cả những thứ đó là thuộc về của người dân Việt Nam, tức là của anh chị em. Chúng ta có một vị tổng thống biết nghĩ cho người dân, biết lo cho người dân, thì một vị tổng thống đó chắc chắn là phải biết tính toán thế nào để đem tự do ấm no về cho người dân Việt Nam. Nên Đức Quốc Công Tổng thống rất là mong tất cả những đảng viên Cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam chúng ta hãy nhanh chóng tham gia trưng cầu dân ý. Hay hơn nữa là đạp mặt Hồ Chí Minh, vạch mặt Hồ Chí Minh để chúng ta nói lên là chúng ta vạch cái lằn ranh giới của Cộng sản Việt Nam và chúng ta là người Việt Nam chân chính. Mà chúng ta tại sao là người Việt Nam mà lại là chân chính? Là người Việt Nam chân chính phải nhìn ra sự thật. Người Việt Nam chân chính là phải biết bảo vệ đất nước mình. Thấy bất công của xã hội, chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta thấy bất công của xã hội mà chúng ta không có nói, vậy là chúng ta đã đồng tình với cái sự tàn ác đó, sự bất công đó. Như vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được? Người Việt Nam chân chính là người biết nghĩ cho đất nước của mình, biết lo cho tương lai của mình và con cái của mình, và biết làm sao mà để cho chúng ta có một đất nước Việt Nam mà không có bị cho người ta khi dễ. Anh chị em sống với chế độ Cộng sản Việt Nam, ít nhiều anh chị em sẽ bị ảnh hưởng với cái đời sống. Trước khi mà chúng tôi nói, đọc một đoạn tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để chúng ta cùng nhau chia sẻ, thì chúng tôi chia sẻ với tất cả anh chị em, đây là một câu chuyện mà chúng tôi nghe rất là nhiều câu chuyện chứ không phải là một, hay là những cái clip video. Đây là những chuyện có thật xảy ra rất là nhiều trong đất nước của mình, để cho anh chị em thấy là Cộng sản Việt Nam nó đã làm cho người dân Việt Nam từ nghèo đói, mà từ nghèo đói đó sanh ra lòng gian tham giống y như Cộng sản Việt Nam vậy. Chúng tôi nghe rất là nhiều, nhưng mà cái này chúng tôi kể cho anh chị em nghe là chúng tôi thấy phụ nữ Việt Nam, tại vì chúng tôi là phụ nữ, dĩ nhiên chúng tôi thấy phụ nữ Việt Nam mà thông minh như vậy thì dĩ nhiên chúng tôi cũng rất là vui, tại vì chúng tôi là người phụ nữ mà chúng tôi cũng mong rằng chúng tôi cũng được như cô này, để chúng tôi kể cho anh chị em nghe về cái chế độ Cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra những người dối trá và gian ác. Chúng tôi tình cờ thấy một clip video, đây là câu chuyện có thật, người ta đưa lên tin tức đó. Thì một cô gái chạy chiếc xe rất là đẹp, thì đang chạy cặp mé đường thì tự nhiên có một cái chiếc xe khác áp vào đó, làm cho cái cô này phải ngừng lại giống như là muốn té vậy. Thì nó nhanh chóng, tức là một người thanh niên nhanh chóng là xuống đè cái cô này, tức là muốn giật chiếc xe, thì lại nhanh chóng giật cái chìa khóa xe, không mong rằng giật được cái chìa khóa xe này rút từ cái ổ trong cái đầu xe đó để cho cái cô này không có chạy được. Thì cô này cũng rồi bắt đầu là lấy cái chìa khóa, khi mà đẩy cô này ra xa đó thì bắt đầu lấy cái chìa khóa để vô chiếc xe để tính là ăn cắp chiếc xe của cô này. Thì cô này cũng rất là nhanh chóng là lại chụp được cái chìa khóa này, rút ra khỏi và giật lại. Rồi cái người thanh niên đấy là không, tức là thua cái cô này, nên la lớn cho mọi người biết là cô này là vợ. Tức là cái người thanh niên này nói, tại sao mày là vợ của tao mà mày lại đi theo trai rồi đi lấy xe, tức là
lấy chiếc xe đó đi theo trai, đại khái như vậy. Thì câu này nói ai là vợ của anh, khi mà cứ cứ là muốn giành giật lấy chiếc xe, đó là một sự tính toán mà tự đặt cho người khác, những cái câu chuyện bịa đặt để mà dành để cho nói cho cả làng xóm biết là cô này là một người không có tốt. Anh chị em thấy cộng sản đó đã làm thế nào mà những người thanh niên mạnh khỏe mà lại đi ăn cắp, đi ăn giật, mà nhất là giật tài sản của một cô gái. Đây là một nỗi nhục. Thì anh chị em thấy la lớn lên vậy để cho cô này mang nhục, để mà cô này không có biết làm gì, thì cái người này mới đè lấy cái chìa khóa để giật cái chiếc xe rất là mới. Thì cái câu này cũng không có thua, nên chúng tôi mới nói là đây là một người phụ nữ rất là thông minh. Khi có chuyện xảy ra, chúng ta mới biết là chúng ta có bản lãnh hay không. Thì câu này mới nói, nếu anh nói tôi là vợ của anh đó, thì anh nói cho tôi biết tôi tên gì, ngày tháng năm sinh và số điện thoại của tôi. Thì anh chị em thấy là cái phụ nữ này có thông minh không? Thì làm sao biết được? Tại vì không phải vợ của mình thì dĩ nhiên không biết tên, cũng không biết số điện thoại, cũng không biết ngày tháng năm sinh. Thì anh chị em thấy cô này có thông minh không? Thì làm sao trả lời được? Thì ở hàng xóm người ta thấy như vậy, người ta mới lại, người ta mới nói vậy. Thì bây giờ chú nói vợ của chú tên gì, số điện thoại mấy, ngày tháng năm sinh đi, để chứng minh là sự thật. Đây là một sự giả dối thì làm sao chứng minh sự thật? Đó là nguyên nhân cô này đã thoát được. Đây là một phụ nữ thông minh. Mà khi mà chúng tôi nghe được câu này á, và chúng tôi nghe được câu chuyện này đó, thì chúng tôi nghĩ ngay tới Hồ Chí Minh đó. Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam, nói Hồ Chí Minh là sinh ngày 19 tháng 5. Mà anh chị em có biết sự thật là Hồ Chí Minh có sinh ngày 19 tháng 5 hay không? Và nói Hồ Chí Minh là người Việt Nam, thì anh chị em thấy Hồ Chí Minh có phải người Việt Nam hay không? Đức Quốc Công đã thắng kiện Đào Cộng là do cái tên gián điệp Hồ Chí Minh giả này, nên Đức Quốc Công mới thắng kiện. Còn nếu Hồ Chí Minh là thiệt thì Đức Quốc Công làm sao thắng được? Anh chị em thấy Cộng sản Việt Nam nó sản sinh ra những người mà gian dối giống y như nó vậy, muốn đi cướp giật người khác để khỏi cần phải làm, rồi bịa đặt ra cái chuyện mà không đúng sự thật. Đây là một bài học để cho tất cả người Việt Nam chúng ta cùng học. Người thanh niên này sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam, thích đi ăn giật ăn cướp mà không có muốn làm. Cộng sản Việt Nam nó là như vậy, nó cũng đâu có muốn làm mà nó cũng muốn đi ăn cướp mà thôi. Anh chị em có thấy nó cướp tất cả tài sản của Việt Nam chúng ta hay không? Cướp của người dân không? Cướp tươi xương máu người dân không? Tại vì nó nghĩ cướp sướng hơn là làm đó. Thì những người sống dưới chế độ cộng sản mà đầu óc theo cộng sản sẽ học được cái cách của cộng sản đó. Qua câu chuyện này để cho anh chị em thấy cộng sản nó cũng dối trá, nó đem Hồ Chí Minh ra nó lừa gạt người dân Việt Nam chúng ta. Thì cậu này cũng vậy thôi, đại bịa đặt cái câu chuyện để mà cướp tài sản, để mà lấy những gì mà của cô gái này. Nên trong cái câu chuyện này, để cho chúng ta học được, người dân Việt Nam, nhất là những người sống với chế độ cộng sản sau năm 1975, đầu óc đã không còn là một người Việt Nam chân chính nữa. Một người Việt Nam chân chính không có đi cướp giật người khác, không có bịa đặt, không có dàn xếp để mà đi cướp của người khác. Một đất nước là toàn là cướp giật, cướp giật, cướp giật, thì anh chị em thấy một xã hội nó không còn tôn ti trật tự gì nữa. Anh chị em muốn sống với chế độ như vậy thì cả đời anh chị em cũng không có ngóc đầu lên nổi. Mà nhiều thế hệ con cái của chúng ta nếu nó bị nhiễm một đời sống như vậy thì nó hư hại hết. Nó không nghĩ cho người khác, nó chỉ nghĩ cho nó. Mà nó muốn sung sướng mà không muốn làm đó thì nó phải đi cướp giật, mà cướp giật là phải đánh đập giết người, không có
không có được nhiều người thông minh như cô gái này. Nhưng mà dầu sao, hy vọng là đất nước Việt Nam chúng ta rất là nhiều cô gái thông minh để đối phó với tất cả mọi tình thế xảy ra hiện nay mà rất là khổ. Mà khi nói đến phụ nữ Việt Nam thì chúng tôi nhớ đến Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu mà Đức Quốc Công Tổng thống đã sáng lập ra ngày 18 tháng 5 2019. Đức Quốc Công muốn cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta là một người phụ nữ mà để cho người ta kính trọng, lấy lại tác phẩm giá của người phụ nữ mà bị Cộng sản Việt Nam, với chế độ Cộng sản Việt Nam nó chà đạp, nó trù dập. Người phụ nữ Việt Nam chúng tôi tin chắc rằng không phải là những người mà thua kém ai cả, nhưng mà với cái chế độ Cộng sản nó đã làm như vậy, đời sống đã tạo cho chúng ta có một đời sống bình yên, đời sống đầy đủ thì chúng ta mới có thể phát huy những lĩnh vực khác được. Còn nếu tất cả người phụ nữ Việt Nam chúng ta quần quật với cái đời sống mà chạy cơm từng ngày, buôn bán vất vả thì không bao giờ có thể làm được những việc mà to lớn khác, hay là nguyện vọng của chúng ta cũng vậy, sẽ bị dùi lắm. Mong rằng tất cả những người phụ nữ Việt Nam thông minh như cô gái mà hồi nãy giờ chúng tôi đã kể, hãy mạnh mẽ lên, tham gia trưng cầu dân ý, tham gia Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu để cùng với Đức Quốc Công Tổng thống giải thể cho được chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại tất cả những gì chúng ta đã mất qua hệ thống trưng cầu dân ý www.trưngcầudânýviếttắt.us hay là www.vietnamcộnghòaviếttắt.com. Anh chị em vào trong những trang này, anh chị em sẽ thấy thông tin của Đức Quốc Công Tổng thống, video, thơ hay là hiến pháp đều có trong những trang này. Anh chị em có thể đọc để hiểu thêm về Đức Quốc Công Tổng thống và hiểu thêm về chính phủ đang làm gì và đã làm gì. Một chính phủ chính danh hợp pháp và một chính phủ có thật. Anh chị em biết tại sao Cộng sản Việt Nam nó sợ Đức Quốc Công Tổng thống, sợ chính phủ này? Tại vì chính phủ này là thật, Cộng sản Việt Nam là giả nên nó sợ sự thật. Anh chị em thấy nó tấn công hệ thống trưng cầu dân ý hay không? Nếu như cái hệ thống trưng cầu dân ý này không quan trọng với nó, tại sao nó lại phá? Tại sao nó tấn công? Anh chị em thấy cái hệ thống trưng cầu dân ý nó nghe nhẹ nhàng mà Cộng sản Việt Nam nó tấn công, thì anh chị em vào hệ thống trưng cầu dân ý, anh chị em trưng cầu dân ý là anh chị em đang tấn công Cộng sản Việt Nam đó. Nó đang phá hệ thống trưng cầu dân ý của mình, thì mình cũng vào đó trưng cầu dân ý để phá đi cái chế độ Cộng sản Việt Nam. Tuy rằng nói nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta dùng thì anh chị em thấy nó không có nhẹ nhàng chút nào. Nếu mà chính phủ này không có thật, hệ thống trưng cầu dân ý và tiếng nói của người dân trưng cầu dân ý không có đủ để mà giải thể cái chế độ Cộng sản Việt Nam, tại sao Cộng sản Việt Nam lại mướn người vào phá cái hệ thống trưng cầu dân ý? Anh chị em tự trả lời đi. Nếu chính phủ này không có thật, hệ thống trưng cầu dân ý không có giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, thì tại sao nó lại mướn người vào phá hệ thống trưng cầu dân ý? Nhưng mà nó xui rồi, nó không có phá được đâu. Tại vì chính phủ này nhỏ mà có vỏ đó, tức là có những người rất là giỏi, không có đã thành lập ra hệ thống trưng cầu dân ý, dĩ nhiên làm bảo vệ được tất cả những thông tin của người dân và bảo vệ được cái hệ thống trưng cầu dân ý. Anh chị em tự đặt câu hỏi đi, nếu cái hệ thống trưng cầu dân ý này không có giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, tại sao Cộng sản Việt Nam mướn người để phá hệ thống trưng cầu dân ý, hay là nói tấn công hệ thống trưng cầu dân ý? Anh chị em tự đặt câu hỏi, tự trả lời đi. Đó là nói cho anh chị em biết hệ thống trưng cầu dân ý nó mạnh mẽ như vậy, là nó có đủ sức để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Nó giống như thác lũ sẽ cuốn trôi chế độ Cộng sản Việt Nam đó. Thôi bây giờ chúng tôi nãy giờ đã nói về chuyện xung quanh và chuyện hệ thống trưng cầu dân ý. Bây giờ chúng ta cùng nhau
chia sẻ tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống, vì Tổng thống sẽ giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta cùng nhau, chúng tôi sẽ đọc một đoạn tiểu sử Đức Quốc Công và chúng tôi sẽ giải thích thêm về những chi tiết mà chúng tôi biết được và nghe Đức Quốc Công kể, để anh chị em biết thêm về Đức Quốc Công Tổng thống của nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa, để nhân tài giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, để anh chị em không còn đau khổ nữa. Những người không tin về chính phủ này thì hãy, hồi nãy chúng tôi đã nói, nếu hệ thống trưng cầu dân ý này không giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam, tại sao Cộng sản Việt Nam đào phá hệ thống trưng cầu dân ý? Anh chị em tự trả lời chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi trả lời, anh chị em hãy tự đặt câu hỏi đó đi, rồi tự trả lời. Nên anh chị em đừng có nghĩ nó nhỏ mà nó không có giỏ, nó nhỏ mà nó có giỏ đó. Bây giờ chúng tôi bắt đầu đọc một đoạn tiểu sử Đức Quốc Công tiếp mà từng rồi chúng tôi đã đọc, để chúng ta cùng nhau chia sẻ về tiểu sử của vị Tổng thống mà có đủ bản lãnh để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Từng rồi thì chúng tôi đã đọc đến một đoạn mà nói về Đức Quốc Công Tổng thống. Đoạn sau cùng là Đức Quốc Công gia nhập đơn vị biệt kích Mai Phò tại Sơn Trà, hay là gọi là Sơn Trà, mùa hè năm đó. Sau đó theo gia đình dời về Sài Gòn năm 1968 và hoàn tất trung học tại trường Lê Bảo Tịnh, Phú Nhuận năm 1970. Từng rồi là chúng tôi đã đọc tới đó. Thì bây giờ chúng ta đọc tiếp một đoạn kế. Ông từng được thọ giáo với Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, đệ tử của đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết tại Thừa Thiên năm 1972, và thấm nhuần thêm đạo lý dân tộc qua sự huấn dạy trực tiếp của linh mục triết gia Lương Kim Định. Đích thân triết gia đã giới thiệu ông là tiền nhân năm 1987. Ông đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc với tên hiệu là Anh Thương. Ông cũng là đoàn trưởng thi văn đoàn Ra Khơi, là chủ biên tập chí Ra Khơi với bút hiệu là Nam Quán từ năm 1969. Nếu mà anh chị em có vào xem live stream của chúng tôi được thì anh chị em ở Duy Thần Lật Cộng, anh chị em thấy chúng tôi post ra rất là nhiều thơ của Đức Quốc Công Tổng thống. Đức Quốc Công đã sáng tác hơn 80 bài thơ với bút danh là Nam Quán. Lần lượt chúng tôi sẽ post ra rất là nhiều bài thơ để cho anh chị em biết thêm về thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích. Chúng tôi xin ngưng ở đây. Chúng ta giải thích một đoạn để hiểu thêm về Đức Quốc Công Tổng thống. Tại vì cái tiểu sử Đức Quốc Công rất là dài, nên á, nếu chỉ chúng ta đọc nhiều quá, chúng ta sẽ giải thích nó không có trọn cái nghĩa. Bây giờ chúng tôi đọc một đoạn ngắn như vậy. Thì ở đây, Đức Quốc Công đã được thọ giáo với Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, là đệ tử của đệ nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết tại Thừa Thiên năm 1972. Anh chị em biết, đã nói là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, là anh chị em biết đây là một người tu đắc đạo. Nếu chúng tôi hiểu mà chúng tôi có thể nghe Đức Quốc Công kể thì đây là một Đại Lão Hòa Thượng đã đắc đạo và có thể biết trước ngày chết của mình. Nếu chúng ta không có tu mà không có đắc đạo, chưa chắc chúng ta biết được ngày chết của mình đâu. Mà Đại Lão Hòa Thượng này biết trước ngày chết. Tại vì Đức Quốc Công Tổng thống đã diện kiến với Đại Lão Hòa Thượng này, và sau đó Đại Lão Hòa Thượng đã viết cho Đức Quốc Công một mảnh giấy nhỏ và nói Đức Quốc Công hãy cất mảnh giấy này, và sau đó thì gặp Đại Lão Hòa Thượng này. Nhưng mà Đức Quốc Công cũng không có biết là Đại Lão Hòa Thượng này viết cái gì trong đó. Thì Đức Quốc Công lúc đó là đã là người lính Việt Nam Cộng Hòa,
rồi theo thời cuộc thì không có nhớ gì những cái gì mà Đại Lão Hòa Thượng này đã viết và đã căn dặn. Nhưng mà lúc Đức Quốc Công trực nhớ thì Đức Quốc Công lấy cái miếng giấy này ra, mà miếng giấy này Đức Quốc Công kể là được gói bằng một cái giấy mà của cái gói thuốc, nên nó được giữ được lâu, dầu nó tàn phai nhưng mà nó vẫn và không có mất chữ. Thì Đức Quốc Công đã mở ra thì biết rằng Đại Lão Hòa Thượng đã biết trước ngày chết của mình. Thì anh chị em thấy mà ai có cơ duyên để có thể gặp được Đại Lão Hòa Thượng đắc đạo này biết trước ngày chết. Đại Lão Hòa Thượng nếu đã biết trước ngày chết thì sẽ biết tất cả những gì xảy ra trong đất nước Việt Nam, hay là đối diện với người nào cũng biết luôn. Chúng tôi tin chắc rằng Đại Lão Hòa Thượng này nhận biết Đức Quốc Công là một vị tổng thống sau này, hay là một người rất là quan trọng của nước Việt Nam sau này. Có thể Đại Lão Hòa Thượng này muốn Đức Quốc Công trước khi mà Đại Lão Hòa Thượng này mất á, thì Đức Quốc Công lại diện kiến để căn dặn cái gì đó. Cái đó là chúng ta thấy là tại sao Đại Lão Hòa Thượng lại viết một miếng giấy để cho Đức Quốc Công biết là cái ngày mà ông chết. Là chúng ta hiểu là thường là nếu mà muốn gặp ai thì biết phải nói là mình sắp rời khỏi thế gian này để cho người ta lại gặp mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng ông muốn nhắn gửi là nếu Đức Quốc Công mà còn nhớ đó thì trở lại đây, có thể ông sẽ căn dặn cái gì hay là để huấn giáo cái gì. Thì lúc đó Đức Quốc Công rất là trẻ, không có nghĩ về cái chuyện to lớn gì cả, chỉ có một cái tấm lòng là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì bảo vệ tổ quốc. Thì đi ngang chùa hay là hành quân ở gần đó, mà đây là một cái cơ duyên rất là lớn. Nếu chúng ta không có đủ phước, chúng ta không có gặp được một Đại Lão Hòa Thượng đắc đạo mà biết trước cái ngày mình chết, không bao giờ chúng ta có đủ cơ duyên đó. Chúng hay là nói đúng ra là chúng ta không có phước để gặp. Chúng tôi cũng muốn gặp một người như vậy mà chúng tôi đúng đâu có đủ phước. Tại vì những người cao cả thì sẽ gặp những người mà phải gần giống như vậy. Chúng tôi nghĩ như vậy. Tại vì anh chị em thấy ở ngoài đời cũng vậy. Nếu mà chúng ta muốn gặp những người mà rất là giỏi đó thì chúng ta cũng phải có cái bản lãnh nào đó, chúng ta mới hay là có đủ duyên đủ phước và chúng ta mới gặp được, chứ không phải là chúng ta muốn gặp là được. Có phải là có rất là nhiều nói là chúng tôi muốn gặp họ, cái người đó rất là nổi tiếng mà mình nói là những người mà làm lợi cho dân thì nghe, chứ không phải là nói những người ca sĩ, những người mà làm được rất là nhiều chuyện cho thế giới đó mà chúng ta muốn gặp mà chúng ta đâu có gặp được. Đó là chúng ta nói một cái chuyện ở ngoài đời thôi, còn này là chúng ta nói đến một Đại Lão Hòa Thượng đắc đạo, là một người rất là cao siêu. Chúng ta tin chắc rằng Đại Lão Hòa Thượng này nhìn ra Đức Quốc Công Tổng thống là một người quan trọng của nước Việt Nam, nên Đức Quốc Công Tổng thống có cái cơ duyên đó. Thì anh chị em thấy một người Đại Lão Hòa Thượng mà Đức Quốc Công còn gặp được, đây là một cái phước của Đức Quốc Công, hay là Đức Quốc Công có một cái cơ duyên để gặp một người như thế này để mà Đức Quốc Công được nhận những lời giáo huấn để làm một cái nền tảng cho Đức Quốc Công có đủ bản lĩnh sau này là để giúp cho người dân Việt Nam. Chúng ta thấy đây là một cái cơ duyên rất là lớn. Rồi bây giờ đó là về phần của Thượng tọa Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, là một người mà có thể cầu nguyện từ xa, mà có thể cái tiếng cái âm gian đã gian dội từ rất là xa mà Đức Quốc Công đã gặp được. Thì anh chị em đã thấy là Đức Quốc Công là người đặc biệt mà chúng tôi nói đó. Thì bây giờ chúng ta giải thích đến là Đức Quốc Công Tổng thống cũng đã được sự giáo
dự huấn dạy trực tiếp của linh mục trước gia Lương Kim Định. Nếu ai sống vào trước năm 1975, chúng tôi tin chắc rằng rất là nhiều biết về trước gia Lương Kim Định này. Đã có, chúng tôi cũng thấy sách đổ trên mạng đó, mà Đức Quốc Tông cũng đã được sự huấn dạy trực tiếp. Đức Quốc Tông đã có cái cơ duyên gặp được Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, bây giờ lại có cơ duyên gặp một người cũng rất là nổi tiếng về triết học, về văn chương, tất cả những cái gì mà nó rất là hay để giúp cho Đức Quốc Tông để mà có thể làm gì đó cho người Việt Nam của chúng ta. Thì mà chúng tôi cũng được nghe Đức Quốc Công kể là linh mục triết gia Lương Kim Định có hỏi Đức Quốc Công có biết, mà anh chị em biết là nói về về triết lý thì cái này rất là cao siêu, chúng tôi không có đủ cái bản lãnh là để giải thích, nhưng mà chúng tôi biết có biết triết hay không thì chúng tôi nghe Đức Quốc Công kể lại. Thì Đức Quốc Công nói không biết. Thì linh mục triết gia Lương Kim Định mới nhận Đức Quốc Công là truyền nhân. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng không biết nhưng mà thật sự là biết đó. Chúng ta nói là chúng ta biết nhưng mà thật sự chúng ta không biết. Mà Đức Quốc Công nói là không biết. Đó là một câu trả lời rất là đơn giản. Nhưng mà triết gia Lương Kim Định đó, thì nghĩ cái câu nói này nó không đơn giản. Người không biết là người biết, mà người nói biết chưa chắc là biết. Thì bây giờ chúng tôi bắt có cái YouTube rất là ngắn, mà nếu anh chị em chưa nghe đó thì anh chị em sẽ nghe. Thì chúng tôi bắt cho anh chị em nghe là chính anh chị em được nghe triết gia Lương Kim Định và nói Đức Quốc Công là tiền nhân, để cho anh chị em thấy là Đức Quốc Công đã được thọ giáo với những người là phải nói là biển học mênh mông mà chúng ta không có cơ duyên gặp, mà Đức Quốc Công có cơ duyên gặp. Thì đây là chúng tôi sẽ mở cho anh chị em nghe một đoạn để cho anh chị em nghe đích thân mà trước gia Lương Kim Định đã nói là Đức Quốc Công là tiền nhân. Bây giờ mời tất cả anh chị em cùng nghe, nó rất là ngắn, để cho đây là một chứng minh rõ ràng mà những anh chị em đã, nếu mà có đọc vào hiến pháp, anh chị em mới thấy cái hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công và những người rất là cao siêu để viết ra tất cả những cái thâm thí trong hiến pháp, mà những cái chương đầu tiên mà chúng ta nghe đó. Thì bây giờ mời tất cả anh chị em cùng nghe. Kính thưa các anh khán giả, chúng tôi hội nhau ở đây là mục đích để tìm ra một cái sự thống nhất dân tộc. Bởi vì chúng ta đứng trước một cái thời thế cấp bách mà có rất nhiều việc phải làm. Nhưng nếu không có thống nhất thì chúng ta không thể làm được. Vì chúng ta quá tan rã, tôi không nói chia rẽ, nhưng mà chúng ta quá tan rã. Vì vậy chúng tôi cố gắng để tìm làm sao cho ra được một cái sự thống nhất để làm việc. Và nhân tiện tôi xin giới thiệu Đào Minh Quân là đệ tử và là truyền nhân của tôi, chủ tịch ban thường vụ, là cơ quan chấp trưởng của Hội đồng Quốc dân Nguyên Lão. Kính thưa toàn thể quốc dân Việt Nam, kính thưa khán thính giả, chúng tôi là miếu duệ Việt tộc, là tầng lớp thanh niên, thế hệ chủ lực của quốc gia. Trước vận nước ngã nghiêng, quyết một lòng liên hợp với nhau để học lấy tuệ đức, cứu nước, giữ nhà của tổ tiên hiền điệt. Dẫu biết tài hèn, đức mỏng, nhưng không đành cúi đầu hổ thẹn với tiền nhân và đàn con em mai hậu. Anh chị em nghe, vừa nghe xong triết gia Lương Kim Định
đã đích thân nói Đức Quốc Công Tổng thống là tiền nhân của ông. Và anh chị em đã nghe Đức Quốc Công nói những lời đó, anh chị em nghĩ Đức Quốc Công là người như thế nào? Mỗi một lần Đức Quốc Công nói ra cái gì thì hầu như là chỉ nghĩ cho người khác, và mình rất là khiêm tốn, chứ không có nói là mình giỏi. Nhưng mà lại cái gì cũng nhấn mạnh cái đất nước Việt Nam, giữ nước, bảo vệ đất nước. Thì bây giờ từ cái video này nó rất là lâu, mấy chục năm như vậy, cho đến hôm nay chúng ta đã chứng minh rất là rõ ràng những gì Đức Quốc Công đã nói là đã làm được. Mà lúc này Đức Quốc Công chưa có là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, mà triết gia Lương Kim Định đã nhìn ra Đức Quốc Công Tổng thống. Thì bây giờ Đức Quốc Công Tổng thống là Tổng thống của nước Việt Nam hiện nay. Thì anh chị em thấy Đại Lão Hòa Thượng Thích Chân Thức, triết linh mục triết gia Lương Kim Định là những người mà chúng ta, nếu mà chúng ta dùng bút mực thì chúng ta không biết tả như thế nào về những bậc mà đức độ hay là những cái học, sở học không có thể nào mà chúng ta có thể tả được. Thì đó là một sự may mắn cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công đã có đủ phước để mà có thể gặp được những người rất là tài giỏi, những người đạo đức uyên thâm, để Đức Quốc Công có một cái nền tảng, để đủ cái bản lãnh mấy chục năm dài đấu tranh đòi tự do cho Việt Nam mà không bao giờ ngơi nghỉ và cũng không bao giờ trùng bước, mà phải làm cho được. Đức Quốc Công đã chứng minh cho người Việt Nam biết là nếu nhận thì phải làm. Đức Quốc Công nhận Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từ năm 1991 cho đến hôm nay là 30 năm. Nhận là phải làm tròn trách nhiệm. Đó là một người có bản lãnh mà nói sao làm vậy. Thì anh chị em thấy Đức Quốc Công muốn đưa nước Việt Nam trở lại với thể chế Việt Nam Cộng Hòa, muốn đem tự do ấm no về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đều nghe rất là nhiều những lời Đức Quốc Công giáo huấn đều nói trên tất cả các truyền thông, đại hội. Chúng ta nghe đi nghe lại rất là nhiều. 30 năm trước Đức Quốc Công đã nói những lời mà anh chị em vừa nghe xong đó. Cái tệ đức giữ nước giữ nhà. Mà bây giờ Đức Quốc Công muốn người dân Việt Nam có một cuộc sống tự do ấm no hạnh phúc, Đức Quốc Công sẽ làm được. Tại vì Đức Quốc Công có bản lãnh đó, nói là làm, nhận là phải làm. Thì chúng tôi cũng được nghe Đức Quốc Công hay nói là chúng ta, nếu mà chúng ta không làm thì ai làm? Nếu anh chị em cũng nghe được câu nói này, nếu chúng ta không làm thì ai làm? Thì anh chị em sẽ cùng làm. Anh chị em sẽ cùng với Đức Quốc Công giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Ai cũng biết đặt ra câu nói này. Chúng tôi cũng nói như vậy. Nếu chúng tôi không làm thì ai làm? Chúng tôi không có lên live stream để nói cho anh chị em biết về Đức Quốc Công Tổng thống, mà một vị Tổng thống muốn đem cái tiếng nói đến cho người dân là giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam. Nếu chúng tôi không làm thì ai làm? Thì Đức Quốc Công cũng vậy. Đức Quốc Công nói Đức Quốc Công không giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, không có ai làm hết. Vậy thì Đức Quốc Công phải làm. Thì chúng tôi cũng vậy. Nếu anh chị em cũng nói được câu đó, anh chị em sẽ làm. Nếu anh chị em biết nói là nếu chúng ta không làm thì ai làm? Thì anh chị em sẽ biết tham gia trên cầu dân ý. Anh chị em sẽ biết tham gia chính phủ, mà anh chị em biết đặt mặt Hồ Chí Minh luôn. Tại vì chúng ta cứ nghĩ như vậy, mọi người đều nghĩ như vậy, thì ai cũng xông trận ra làm. Thì cái chế độ Cộng sản Việt Nam không bao giờ tồn tại được. Đó là sức mạnh, tinh thần, ý chí mà chúng ta nhắm đến mục tiêu mà chúng ta nhắm đến. Mục tiêu của chúng ta là phải giải thể chế độ tàu quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại tất cả những gì mà chúng ta đã mất. Đó là mục tiêu của Đức Quốc Công Tổng thống và mục tiêu của chúng tôi. Thì anh chị em muốn giải thể Cộng sản Việt Nam, anh chị em muốn có đời sống ấm no hạnh phúc, thì anh chị em cũng phải nhắm ngay cái mục tiêu mà anh chị em nhắm đến, mà Đức Quốc Công đã chỉ cho anh chị em cái mục tiêu mà anh chị em nhất định sẽ thành công.
Anh chị em chỉ cần tham gia trưng cầu dân ý là cái mục tiêu anh chị em sẽ được tự nguyện đó. Chúng ta bằng nhắm ngay mục tiêu là chúng ta sẽ thành công. Tại vì chế độ cộng sản không đem lại cho chúng ta có đời sống tự do, áp bức, mất đi nhân quyền, mất đi tất cả cái gì mà chúng ta là một người sống cần phải có, thì chúng ta phải thoát ra và chúng ta phải giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp tục. Anh chị em đã nghe một đoạn video đó, thì chúng ta nói tiếp về trong cái tiểu sử này. Ông đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc với tên hiệu là Anh Thương. Ông cũng là đoàn trưởng thi văn đoàn Ra Khơi và chủ biên tập Chí Ra Khơi với bút hiệu là Nam Quán từ năm 1969. Thì nói về thơ thì anh chị em nghe, bút danh Nam Quán là của Đức Quốc Công Tổng thống. Anh chị em xem Di Thật Là Tổng, Cuộc Dân Vận, Truyền Thông Công Lý Hai là tất cả những cái chương trình của chính phủ là thơ của Đức Quốc Công với bút danh Nam Quán là của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Thì anh chị em biết Đức Quốc Công Tổng thống rất là nhiều tài, đó là về thơ mà chúng tôi cũng đã từng phát trên những live stream hồi lúc trước là chúng tôi đã phát. Thì bây giờ chúng ta nói đến nhạc. Đức Quốc Công Tổng thống đã sáng tác rất là nhiều bài chiến đấu ca trước năm 1975 với cái tên hiệu là Anh Thương. Thì bây giờ chúng tôi mời tất cả anh chị em cùng nghe bài hát Đức Quốc Công sáng tác, để anh chị em thấy là Đức Quốc Công sáng tác nhạc có hay hay không. Như bài hát là Nối Nhịp Trùng Dương chẳng hạn. Thì bây giờ chúng tôi mời anh chị em nghe bài hát này. Tại vì chúng ta giải thích tiểu sử chúng ta phải có bằng chứng nha. Bây giờ hồi nãy giờ chúng tôi đã đưa cho anh chị em biết về Triết Gia Lương Kim Định ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nghe một bài hát mà Đức Quốc Công sáng tác, rồi sau đó chúng tôi sẽ mời anh chị em nghe thơ Đức Quốc Công. Như vậy là rõ ràng, nói sao thì có vậy, tức là có đủ bằng chứng đàng hoàng là Đức Quốc Công là một người biết rất là nhiều thứ. Đừng có nói là triết gia, thơ phú hay là nhiều lãnh vực, mà lãnh vực nào Đức Quốc Công cũng rất là giỏi. Vậy thì Đức Quốc Công có đủ để làm tổng thống của tất cả anh chị em hay không? Tất cả anh chị em không tham gia trưng cầu dân ý, nhưng mà anh chị em đừng có quên là đất nước Việt Nam hiện nay, Đức Quốc Công là người nắm chủ quyền đất nước, là tổng thống của tất cả người Việt Nam chúng ta khắp nơi trên thế giới đó. Dù anh chị em không có chịu, nhưng mà rõ ràng là như vậy. Như vậy thì anh chị em trưng cầu dân ý hay không trưng cầu dân ý gì nữa đó, gì đi nữa thì tổng thống vẫn là tổng thống của anh chị em. Anh chị em không trưng cầu dân ý là anh chị em không trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, để anh chị em hưởng được cái quyền lợi mà chính phủ này đem về cho anh chị em thôi. Nhưng mà nếu anh chị em là người Việt Nam, là tổng thống của tất cả anh chị em đó. Chứ đừng nói là chúng tôi không có bầu. Bây giờ anh chị em bầu là để anh chị em có được cái quyền lợi của một người công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, và anh chị em nói lên tiếng nói là anh chị em là người Việt Nam mới biết bảo vệ tổ quốc để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Chứ hiện nay tổng thống đã là tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh đừng chị em đừng có nói là tôi không bầu tổng thống nha. Cấp gần cả 10 triệu người trưng cầu dân ý bầu tổng thống, hiện nay cộng sản Việt Nam nó có cái phiếu nào mà người dân bầu không vậy? Bầu cử trước đó rồi, anh chị em có nghe không vậy? Dạ, cộng sản Việt Nam đâu có cần anh chị em bầu, nó lẫn lên, nó làm ngồi, nó làm cha hết đó. Mà tổng thống là người tổng thống được người dân bầu lên. Hiện nay là anh chị em trưng cầu dân ý để tổng thống nhanh chóng tiến hành giải thể chế độ cộng sản Việt Nam. Chứ còn anh chị em đừng nói ông không phải tổng thống. Tổng thống là người nắm chủ quyền đất nước Việt Nam chính danh hợp pháp, nên Đức Quốc Công mới thưa Tàu Cộng, mới thắng một trận gian dội đó. Nếu Đức Quốc Công không chính danh hợp pháp, không phải là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa đệ tam đó, thì anh chị em nghĩ Đức Quốc Công có thắng Tàu Cộng được không, có thưa Tàu Cộng không? Anh chị em có thấy cộng sản Việt Nam nó dám thưa không vậy? Nó dám thưa Tàu Cộng
là phá đất nước hay là lăm le biển đảo không vậy? Tại vì nó là tay sai của Tàu Cộng và không chính danh hợp pháp thì thưa ai? Chúng ta muốn lấy lại chủ quyền đất nước, chúng ta muốn thưa ai tàn hại đất nước hay là hại người dân? Thì chúng ta là chủ nhà chúng ta mới thưa được. Anh chị em không phải là chủ nhà đó, anh chị em thưa ai? Ai giải quyết cho anh chị em? Anh chị em phải chứng minh, Đức Quốc Công đã chứng minh cho quốc tế biết rằng chủ quyền đất nước là của Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản Việt Nam là vào cướp chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Nên Đức Quốc Công mới thắng một trận vang dội Tàu Cộng đó. Anh chị em, đây là bằng chứng, anh chị em đừng có chối cãi nữa, mà chúng tôi khuyên là anh chị em nên tham gia trưng cầu dân ý để trở thành công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Anh chị em hưởng nhiều quyền lợi. Còn những đồng bào anh chị em ở hải ngoại cũng là hưởng được quyền lợi. Anh chị em là người trưng cầu dân ý, là người công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, anh chị em nữa về nước anh chị em không cần phải đóng visa. Biết đâu Đức Quốc Công rất là giàu, tịch thâu tài sản của Cộng sản Việt Nam rất là giàu, không cần tiền anh chị em đóng visa như Cộng sản Việt Nam. Đó là quyền lợi của anh chị em đó. Chúng ta là người nắm chủ quyền đất nước, chúng ta muốn đi đâu cũng được. Chứ anh chị em đừng có nói tôi không bầu cho tổng thống, ông không phải tổng thống tôi, anh chị em tự anh chị em chối lòng của anh chị em mà thôi. Tổng thống là được người dân bầu, hệ chính danh hợp pháp là chủ của đất nước hiện nay đó. Bây giờ mời anh chị em nghe bài hát của Đức Quốc Công Tổng thống sáng tác với bút hiệu Anh Thương, mà chúng tôi tin rằng cũng có rất là nhiều người đã nghe bài hát này. Bây giờ mời tất cả anh chị em cùng nghe bài hát để anh chị em biết là Đức Quốc Công là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, tổng thống của tất cả người Việt Nam chúng ta rất là tài giỏi, chứ không phải là như Cộng sản Việt Nam chỉ biết cướp mà không biết gì cả. Rồi bây giờ mời tất cả anh chị em cùng nghe bài hát, mà bài hát này là Đức Quốc Công sáng tác đó với bút hiệu là Anh Thương. Xin mời.
Các anh chị em đã thưởng thức cái bài hát này có cái tựa là lời cuối. Anh chị em nghe thế nào? Nếu mà chúng tôi nghi tin chắc là anh chị em mà nghe xong cái live stream này thì anh chị em ngủ rất là ngon đó. Có phải là lời nhạc rất là êm ái nhẹ nhàng hay không? Khi mà chúng tôi post cái bài này ra Facebook và đã đưa qua YouTube đó, thì tình cờ chúng tôi muốn qua đó coi lại tất cả những cái video mà chúng tôi đã post lên thì để coi cái phản ứng của những người coi như thế nào. Nhưng mà tình cờ chúng tôi lên đó, chúng tôi thấy YouTube nó gửi cho chúng tôi, nó hỏi chúng tôi rằng chúng tôi nghĩ sao về bài hát này, và nếu mà chúng tôi có thể phê bình là được mấy sao. Thì anh chị em thấy là 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Thì đây là một việc rất là lạ. Thì anh chị em thấy là YouTube nó có biết về bài hát này hay không? Nó có nghe được bài hát này hay không? Là tại sao nó lại hỏi chúng tôi là mình nghĩ bài hát này là được đánh giá được mấy sao? Và bài hát này khi mà nghe đó với tâm trạng như thế nào? Thì nếu chúng ta nghe bài hát này thì chúng ta với cái tâm trạng là chúng ta được nghỉ ngơi mà để mà thư giãn đó. Thì anh chị em vừa thưởng thức xong, anh chị em thấy khi mà anh chị em nghe, có phải là anh chị em thấy nó rất là thư giãn và rất là êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà cái lời cũng rất là hay, cũng nói về yêu thương những nỗi sầu chẳng hạn. Tất cả đều mô tả trong bài hát lời cuối này, đó là Đức Quốc Công sáng tác với bút danh bút hiệu là Anh Thương. Vậy thì anh chị em thấy là Đức Quốc Công có phải là có tài hay không? Bài hát nghe rất là hay mà được YouTube hỏi là được đánh giá mấy sao? Đó là về nhạc. Thì bây giờ chúng tôi sẽ mời anh chị em nghe về một bài thơ với bút danh Nam Quán. Rất là nhiều bài thơ, mà 80 mấy bài thơ chứ không phải là một bài. Bây giờ thì để chúng tôi mời anh chị em nghe bài thơ của Đức Quốc Công Tổng thống. Chúng ta nói là phải có bằng chứng ha. Vậy thì anh chị em thấy Đức Quốc Công Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa là cái gì cũng biết hết đó. Tổng thống lại biết đờn cũng rất là giỏi đó. Anh chị em có thấy chúng tôi đưa cái bài hát mà Mơ Một Ngày Về, lúc đó là chúng tôi qua đại hội thì ra một cái nhà hàng, nguyên một cái nhà hàng rất là nhiều người mà Đức Quốc Công đờn cho chúng tôi hát đó. Như vậy thì anh chị em thấy là Đức Quốc Công cái gì cũng biết hết á. Nói chúng tôi nói là đa tài mới đúng đó. Vậy thì nước Việt Nam có một vị tổng thống rất là đa tài, về điện toán cũng giỏi nè, về binh thư yếu lược, sách lược, chiến lược, bảo quốc an dân, về thơ nhạc, mà còn nới bắn súng thì cũng rất là giỏi ha. Tại vì Đức Quốc Công là một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là trong việc đầu Black Tiger, đi không tiếng về không lời. Nên nếu mà ai biết về cái đội Hắc Hổ này thì phải biết là những người trong Hắc Hổ này
mà khi họ làm cái gì chúng ta không bao giờ biết được. Nếu nó không đặc biệt thì tại sao Cộng sản sợ Black Tiger? Đức Quốc Công hồi từng rồi chúng tôi đã nói Đức Quốc Công bắt được tên Lê Duẩn mà trốn hồi thời mà Việt Nam Cộng Hòa và Cộng sản Việt Nam hai bên đụng độ với nhau mà Lê Duẩn phải đi trốn mà Đức Quốc Công còn có thể bắt được. Nên những người đảng viên Cộng sản Việt Nam chúng tôi khuyên rằng hãy quay đầu là bờ. Những người Cộng sản đã gặp khắc tinh của Cộng sản rồi, Đức Quốc Công đa tài như vậy, là một người đặc biệt như vậy, xuống thế gian này chắc chắn là phải trị được Cộng sản đó. Nên tất cả những người theo Cộng sản chúng tôi khuyên rằng hãy quay đầu là bờ trước khi quá trễ. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe thơ Đức Quốc Công Tổng thống. Có rất là nhiều thơ. Bây giờ chúng tôi có cái danh sách, bây giờ để chúng tôi nghe còn bài thơ nào mà tất cả anh chị em nghe và anh chị em cái tài của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Mạnh Quân. Bây giờ chúng tôi cũng có vài bài mà để đây thôi. Bây giờ chúng tôi nghe, mời tất cả anh chị em nghe bài thơ Vọng đi, để cho chúng ta nghe Đức Quốc Công than thở như thế nào trong bài thơ Vọng này. Tôi xin mời. Bài thơ Vọng theo gió ta về trường cũ, bao năm biển biệt rất đau thương, nửa vòng trái đất xa xôi thoáng mồm còi núi sông luồn đoạn thương, giá thịt này cha sinh mẹ dưỡng tâm hồn kia, đất vầng trời vương hình hài sẽ trả về đó là bài thơ Vọng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân với bút danh là Nam Quán. Nửa dòng trái đất xa xôi quá, một cõi núi sông lúng đoạn trường. Anh chị em thấy bây giờ chúng ta đi máy bay cũng rất là nhanh, mà tại sao Đức Quốc Công nói nửa dòng trái đất xa xôi quá? Nó xa xôi ở cái chỗ là Đức Quốc Công chưa có giải thể được Cộng sản Việt Nam. Thì dầu nó gần nhưng mà nó cũng rất là xa. Chứ cái đó là cái lời tâm sự của Đức Quốc Công. Nếu mà giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy nó rất là gần. Mà Đức Quốc Công chưa có làm tròn tâm nguyện giải thể chế độ tà quyền Cộng sản thì nó rất là xa. Tại vì Đức Quốc Công sẽ không có trở về Việt Nam. Nên anh chị em thấy nó có xa không vậy? Nếu chúng ta không về thì nó ở rất là xa. Nếu ta về được là nó rất là gần. Mong rằng tất cả người Việt Nam của chúng ta nghe qua thơ nhạc của Đức Quốc Công Tổng thống, nghe qua tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống, để anh chị em chúng ta cùng nhau đoàn kết lại cùng với Đức Quốc Công giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Thì nửa dòng trái đất xa xôi quá, nó không còn xa xôi nữa.
Tại lúc đó Đức Quốc Công đã giải thể được chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì chỉ cần tắt là chúng ta có thể trở về quê hương thì nó còn xa nữa. Còn nếu anh chị em Việt Nam chúng ta không muốn giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, không nói lên tiếng nói của mình qua hệ thống trưng cầu dân ý, thì Đức Quốc Công còn rất là xa, thấy nó rất là xa. Tại vì còn chế độ Cộng sản Việt Nam thì Đức Quốc Công sẽ không về. Anh chị em muốn Đức Quốc Công trở về Việt Nam, tái thiết lại đất nước, đem cho anh chị em có một đời sống tự do, hạnh phúc, thì anh chị em phải tiếp tay với Đức Quốc Công, nói lên tiếng nói mạnh trên trường quốc tế như thác lũ để cứu phăng cái chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, dọn sạch rác rưởi trên đất nước của mình, để đất nước Việt Nam với thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa thanh sạch, đường xá ngăn nắp, bệnh viện sạch sẽ, trường học có đủ phương tiện cho các em học. Chúng ta đi ra ngoài mà không thấy môi trường ô nhiễm, chúng ta ra chợ không còn thức ăn độc nữa, mà chúng ta có lực lệ đàng hoàng, lực lệ bảo vệ người dân, lực lệ đâu là đó đàng hoàng, chứ không phải như chế độ Cộng sản Việt Nam. Ai cũng muốn như vậy thì chúng ta phải làm, trừ khi anh chị em không muốn. Mà chúng tôi tin chắc rằng anh chị em ai cũng muốn như vậy, chứ không có ai mà không muốn cả. Những người không muốn có đời sống tự do, hạnh phúc, những người không muốn đất nước mình giàu có, đường xá, khang trang, hay là có tự do, có nhân quyền, được người ta tôn trọng, kính trọng, chúng tôi nghĩ rằng không có ai không muốn cả. Mà nếu anh chị em muốn thì anh chị em đừng sợ Cộng sản, mà hãy làm những gì Cộng sản Việt Nam sợ. Hiện nay Cộng sản Việt Nam sợ hệ thống trưng cầu dân ý, sợ tiếng nói người dân, sợ anh chị em tham gia trưng cầu dân ý đó. Anh chị em phải làm những gì Cộng sản sợ. Anh chị em đừng để Cộng sản hù dọa mình. Tại sao Cộng sản nó người giống như mình, mà tại sao mình phải sợ Cộng sản? Tại vì Cộng sản nó làm cho anh chị em sợ. Nó hâm là nó sẽ bắt, sẽ nhốt. Nếu mà nó nói như vậy mà chúng ta sợ, như vậy chúng ta không có bản lĩnh gì đó, vậy chúng ta bị nó đè đầu cởi cổ. Mà chúng ta phải nói là chúng ta không sợ Cộng sản, mà chúng ta phải làm những gì Cộng sản nó sợ. Nó sợ anh chị em tham gia trường cầu dân ý, nó sợ anh chị em theo Đức Quốc Công, nó sợ Đức Quốc Công tịch thâu tài sản của nó. Nó sợ tất cả những gì mà Đức Quốc Công làm. Như vậy thì anh chị em theo Đức Quốc Công Tổng thống thì nó sợ anh chị em, chứ không phải là anh chị em sợ Cộng sản. Hãy theo Đức Quốc Công Tổng thống giải thể chế độ tà quyền Cộng sản thì Cộng sản nó sợ anh chị em, chứ không anh chị em không có còn sợ Cộng sản nữa. Thì chúng tôi đã nói như trước là anh chị em tham gia trưng cầu dân ý, hết mấy chục triệu người dân tham gia trưng cầu dân ý, Cộng sản có bắt được hay không? Tới chừng đó nó không có bắt luôn, tại vì nó sợ quá rồi, nó không bắt nổi nữa, tại vì cái đó là sức mạnh và tiếng nói của người dân. Khi mà chúng ta đã đủ mạnh rồi, Cộng sản Việt Nam chỉ có thổi lui chứ không bao giờ dám làm, tức là không dám tấn công chúng ta, mà tới chừng đó chúng ta sẽ đẩy lùi chế độ Cộng sản. Chúng ta dồn Cộng sản vào chân tường để người dân chúng ta đòi lại cái quyền làm người của chúng ta. Và những người gây tội lỗi với dân tộc Việt Nam thì sẽ ra pháp luật để xử như thế nào, thì để luật lệ ra rồi người dân tự quyết định. Nếu mà những người đã đi sai đường mà biết quay đầu trở về với chính nghĩa quốc gia, thì chúng tôi tin rằng dầu sao vẫn là người giác ngộ để mà trở về đi làm người Việt chân chính, thì thế nào cũng được tha, giống như là chúng ta nói quay đầu là bờ. Anh chị em có nghe Phật giáo không? Người mà có giết người dầu biết tỉnh thức cũng là người đã biết quay đầu là bờ trở về, như là một người lương thiện, dầu sao vẫn là một con đường tương lai tươi sáng, còn hơn là chúng ta cúi đầu mà chúng ta nhắm mắt đưa chân một cái chế độ
mà sẽ bị hủy diệt, thì tương lai của anh chị em hủy diệt theo chế độ đó luôn. Đó là một đoạn về tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống. Chúng tôi giải thích để cho anh chị em biết thêm về Tổng thống. Và tuần tới chúng tôi sẽ lên tiếp tục đọc một đoạn tiểu sử và chúng ta cùng nhau chia sẻ để biết thêm về Tổng thống Đào Minh Quân là người như thế nào mà có thể chịu đựng 30 năm trên con đường giúp dân của nước, là người có bản lĩnh thế nào mà có thể đứng ra giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, làm thế nào mà Cộng sản và Tàu Cộng phải sợ Đức Quốc Công, tại vì Đức Quốc Công là khắc tinh của Cộng sản Tàu và Cộng sản Việt Nam, và Đức Quốc Công đã đầy đủ bản lĩnh để thừa hưởng và đã gặp được những người có đạo đức, có trí huệ, trí tuệ cao siêu, mà học được rất nhiều thọ giáo, được rất nhiều những người đã, hay là mình nói đúng ra là đã truyền cho Đức Quốc Công đầy đủ cái bản lĩnh mà để đối đầu với Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đó. Nên một đoạn về tiểu sử Đức Quốc Công để cho anh chị em thấy chúng ta là người thường, chúng ta không có cơ duyên gặp được những người mà, hay là nói chúng ta nói bác học uyên thâm, đạo đức, trí huệ và trí tuệ cao siêu như Đại Lão Hòa Thượng Thích Trần Thức, linh mục triết gia Lương Kim Định mà Đức Quốc Công Tổng thống đã được huấn giáo từ hai vị mà cao cả này. Thì anh chị em đã thấy, hiện nay chúng ta đều thấy Đức Quốc Công không có sợ Cộng sản, mà Cộng sản Việt Nam sợ Đức Quốc Công đó. Đó là một đoạn tiểu sử, và lần tới chúng ta sẽ bắt đầu nói về Đức Quốc Công sau năm 1900, từ năm 1970 trở đi, và chúng ta cùng nhau chia sẻ từ đoạn tiểu sử Đức Quốc Công để cho anh chị em hiểu. Tại vì chúng ta muốn một người mà lãnh đạo đất nước của mình thì chúng ta phải biết rõ rõ ràng chúng ta đã bị Cộng sản Việt Nam đã lừa gạt chúng ta là tên Hồ Chí Minh. Hồi trước giờ anh chị em có nghe Hồ Chí Minh sanh ở đâu, gia đình thế nào, cha mẹ ở đâu, học ở trường nào hay không? Anh chị em chắc không có nghe, phải không? Anh chị em chỉ thấy Cộng sản nó bịa đặt ra, không có rõ ràng. Vậy thì nó đã lừa gạt người dân Việt Nam chúng ta gần cả trăm năm nay. Chúng ta đừng có để lừa gạt. Tại sao mà tiểu sử Đức Quốc Công Tổng thống mà tất cả các truyền thông, mà tất cả quý đồng nghiệp hay chúng tôi đưa lên cho anh chị em? Tại vì Đức Quốc Công là người thật, là người Việt Nam dòng dõi Đức Thánh Trần Hưng Đạo, và một người đang đối đầu với chế độ Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng. Nên chúng tôi muốn cho anh chị em biết rõ về tiểu sử một người có bản lĩnh để giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam, sẽ đã điều hành đất nước để đem về cho anh chị em một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đất nước Việt Nam là của người Việt Nam thì phải là người Việt Nam có đạo đức, có nhân từ bác ái, có biết thương yêu dân để điều hành đất nước, chứ không thể nào mà để những tên mà lừa gạt chúng ta là người Tàu hay làm tay sai cho Tàu Cộng. Đó là những gì chúng tôi chia sẻ cùng tất cả anh chị em. Bây giờ mời tất cả anh chị em và chúng tôi ngưng cái live stream. Mời tất cả anh chị em chúng ta cùng nghe một bài hát Trưng Cầu Dân Ý để chia tay, và hẹn gặp lại anh chị em tuần tới. Và chúng ta cùng nhau tiếp tục chia sẻ tiểu sử Đức Quốc Công. Bây giờ mời tất cả anh chị em nghe bài hát Trưng Cầu Dân Ý để chúng ta mạnh mẽ đứng lên làm người Việt Nam chân chính, giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Dạ, xin mời. Thank you.
Em tham gia trên ngầu dân ý là để giải thể chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Nguyện xin đấng tối cao, trời Phật, hồ tiên sông núi, các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì cho chúng con, cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân sớm giải thể chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam để đem tự do, yêu thương về trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Chỉ cần anh chị em tham gia trưng cầu dân ý là anh chị em đã giải thể được chế độ Tàu quyền Cộng sản Việt Nam qua đường link trưng cầu dân ý www.trưngcầudâniyviếttắt.us. Bây giờ chúng tôi xin ngừng cái live stream ở đây, hẹn gặp lại anh chị em vào tuần tới. Kính mời tất cả anh chị em cùng chúng tôi nêu cao ba lời thề son sắt để chúng ta bảo vệ và lấy lại đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta mà không có chia cắt. Ba miền Nam Bắc là một. Dân tộc Việt bất khuất, hương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly. Và chúng tôi đại biểu Pha Lê xin trân trọng kính chào tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý đồng nhiệm và tất cả đồng bào thân yêu trong và ngoài nước. Cầu chúc cho tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta vượt qua đại nạn COVID-19 để chúng ta cùng nhau xây dựng lại một đất nước Việt Nam tươi sáng, tự do và phú cường. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.